Chỉ trong vòng một tuần, từ ngày 9 đến ngày 16 tháng 3, Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận đến 14 ca nguy kịch vì ngộ độc nấm. Tính đến chiều ngày 19 tháng 3, đã có 4 trường hợp tử vong. Cho đến tình trạng hiện tại thì mức độ nặng của 3 nhóm thì nó theo đúng cái trục thời gian. Cái nhóm đầu tiên là 5 bệnh nhân thì là 4 bệnh nhân tử vong rồi. Thì một bệnh nhân tạm thời ở trạng thái ổn định và chúng tôi đang cố gắng để cứu sống anh ấy. Cái nhóm thứ hai thì có 5 người thì 4 người đã ở trong trạng thái hôn mê rồi. Và hiện nay đã đặt ống nội khí quản thở máy. Như vậy là hiện nay là vừa có hôn mê, vừa có tổn thương gan trầm trọng. Thế thì 4 bệnh nhân này thì cái tiên lượng khả năng rất là xấu. Cũng chỉ có một bệnh nhân trong nhóm này hiện nay là trong trạng thái là tạm ổn định thôi. Như vậy là trong hai nhóm đầu thì mỗi nhóm được một bệnh nhân ổn định. Thì nhóm thứ ba có 4 bệnh nhân thì hai bệnh nhân cũng hôn mê sâu, đặt ống nội khí quản thở máy rồi. Cũng chỉ còn có hai bệnh nhân ở trạng thái là ổn định. Tuy nhiên là một trong hai bệnh nhân trên thì cái gan đang xấu đi rất là nhanh và nhiều khả năng là trong đêm nay hoặc ngày mai hoặc thời gian sau đó thì cũng có khả năng là phải đặt ống nội khí quản. Bệnh nhân Bàn Văn Tài, 43 tuổi, tại xã Trung Minh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, nhập viện ngày 16 tháng 3 trong tình trạng nguy kịch, bụng đau dữ dội và bị đi ngoài liên tục. Đi trồng sắn thì nhìn thấy trên có mấy cờ quả nấm thì nhặt về nấu ăn thôi. Nhặt nấu ăn thì trưa thì ăn xong thì chiều đi làm việc về nửa đêm mới thấy say xong là nửa đêm là mới tháo xong nôn xong mửa hôm sau đi viện thôi. Lúc nhập viện thì bệnh nhân này đã nhập viện muộn sau 52 giờ. Nó đã qua cái giai đoạn gọi là giai đoạn viêm dạ dày ruột rồi, tức là đau bụng nôn ỉa chảy. Đấy là lý do tại sao bệnh nhân nói lúc ở nhà bệnh nhân rất là mệt. Thực ra là vì bị cái đau bụng nôn ỉa chảy và mất dịch rất là nhiều. Và một số bệnh nhân còn có tụt huyết áp nữa. Vì bệnh nhân đã qua giai đoạn đó rồi. Đấy, nên đến bây giờ bệnh nhân nghĩ là mình khỏe lên. Thì tuy nhiên thực tế tình trạng hiện tại thì cái gan đang rất là xấu. Cái xét nghiệm mà vừa trả về cách đây khoảng độ 30 phút ấy, thì cái tình trạng đông máu nó rối loạn rất là nặng và đặc biệt là có tình trạng tăng cái bilirubin rất là cao. Nếu như người ta đã nghiên cứu chứng minh là những trường hợp nào mà vừa rối loạn đông máu mà lại vừa có tăng bilirubin thì cái khả năng tử vong nó cao hơn rối loạn đông máu đơn thuần 3 lần. Theo các bác sĩ điều trị, các nạn nhân đều ăn phải một loại nấm độc tán trắng, thịt mềm, mùi thơm dịu, gần giống với nấm thường. Tuy nhiên, loại nấm này lại có độc tính cao. Điều đáng nói, hầu hết bệnh nhân đều nhập viện muộn nên tình trạng ngộ độc nấm đã rất nặng, khả năng cứu sống rất thấp. Chúng tôi hội chẩn với các giáo sư ở Mỹ hàng ngày, một ngày thậm chí 2-3 lần về phác đồ điều trị. Thì cái giờ là hiện nay chưa có phác đồ nào tối ưu. Thứ hai là các cái biện pháp hiện nay nó đều phải can thiệp và khi can thiệp nó đều có tác dụng phụ. Và thứ ba là cái chi phí cho các loại thuốc giải độc thì nó rất là lớn và lại có một số thuốc hiện nay không có ở Việt Nam. Các bác sĩ cũng khuyến cáo nếu phát hiện ăn nhầm nấm độc, người dân cần làm ngay các biện pháp móc họng nôn ra, uống nhiều nước và tiếp tục móc họng cho nôn ra càng nhiều càng tốt. Nếu có than hoạt tính, nên uống ngay với liều 2g trên 15kg cân nặng. Nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu càng sớm càng tốt. Để tránh bị nấm độc, người dân không nên hái nấm hoang về ăn vì nguy cơ ngộ độc rất cao, chỉ ăn nấm có nguồn gốc rõ ràng. Ngoài ra, mỗi gia đình cũng nên dự trữ than hoạt tính trong nhà, vì bất cứ loại ngộ độc nào cũng có thể sử dụng được.